À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video dòng game chiến tranh tổng lực Tam Quốc. Mình là Châu Châu Quốc Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của cái gì nhỉ? Công Tôn Toản và đồng bọn. Ở tập trước thì mình đã tiến khá là nhanh rồi. Mình đang tiến sang cái vùng Thái Nguyên. Mình thấy cái vùng này rất là giàu có anh em ạ. Đấy, vùng Thái Nguyên này rất giàu có và có thể là mình sẽ tiến sang được đến Hà Đông ở đây nữa. Nếu mà tiến được sang đến vùng Hà Đông nữa thì rất là giàu. Nên mình xem thế nào đã. Nhưng mà trước mắt thì mình kế hoạch của mình là sẽ đánh chiếm hết toàn bộ Thái Nguyên. Thái Nguyên mình thấy rất giàu. Thực sự nó rất giàu luôn. Để mình xem là các cái thành trì của mình, thành Thái Nguyên này. Đấy, thu nhập từ thành Thái Nguyên nó gấp mấy lần các thành kia luôn. An Bình này thậm chí còn rất là cùi này. Đấy. Tạm thế là cái lượt này thì chắc mình cũng không có việc gì làm nữa ngoài cái việc nâng cấp thành đây nè. An Bình này. Cái vùng này thì nó chỉ tăng vào nông nghiệp thôi chứ chả có cái gì nữa. Trung Sơn này. Thái Nguyên thì mình chưa biết được cái công trình này có nâng không. Từ từ đã. Cái thằng này thì nó vẫn... đây này, không sợ bởi vì mình cũng không dùng cái thằng này. Nó tướng cùi. Mình đang chờ xem có một tướng huyền thoại nào không để tuyển tiếp nhưng mà chưa có. Hạ Hầu Thượng. Nếu mày là Hạ Hầu Đôn thì anh sẽ tuyển luôn. Ở đây có Hạ Hầu Uyên rồi mà có thêm Hạ Hầu Đôn nữa thì tuyệt vời ông mặt trời luôn. Rồi chắc là qua lượt đã. Lương thực chúng ta chưa nhiều lắm nhưng mà có thể mình sẽ tiếp tục xuất khẩu nông sản. Nghề của mình là xuất khẩu nông sản nên mình sẽ tiếp tục xuất khẩu nông sản. Nói chung là mình thì sinh ra thì là con nhà nông nhưng bây giờ thì công việc của mình nó lại là kinh doanh và buôn bán. Nên là tuy vậy thì cái gốc con nhà nông nó cũng không thay đổi được. Cái gốc con nhà nông nó không thay đổi. À, nên là... Ôi dồi ôi, thế này thì 3 đánh 1 à? Cả cái quân đoàn kia nó cũng đập. Mày chết. Cái quân tàn quân này thì mình cũng không cần phải dùng... mỗi 3 thằng. 5.000 đánh cho có 500 thì bố nó cũng chẳng chết. Rồi, hồi ít quân đi. Đầy quân luôn. Rồi cho thanh niên này đánh thành này luôn. Tỷ lượng thương vong rất thấp. Cho tất bọn này nó vào để nó... ăn hôi thì kinh nghiệm chứ. Rồi. Chúng ta đánh như này chúng ta sẽ ăn được kinh nghiệm cho cả ba quân đoàn này. Đó. Thấy không? Giảm thiểu thương vong nữa. Mình thấy nó mình vừa nhặt được một cái món đồ gì đó. Khôn Ninh. Ta cái này đi. 4 quân ninh bằng nhau. Thằng quân ninh thì nó không hợp lắm. Thằng này máu hơi bùn này. Cho này cho nó có tí máu này nó đánh đỡ chết. Thằng này đeo đồ ngon thế nhỉ.
Hai cái đồ này phải cho Triệu Tuyển Long đúng dùng thì mới là đẹp. Rồi. Đến thằng này. Đây này. Đồ này phải cho Triệu Tuyển Long nó đeo vào thì thôi. Ao cho đi. Cũng được. Các tướng của mình cũng khá mạnh rồi. Chúng ta chiếm được thành còn lại của Thái Nguyên. Cái thành này nó tăng income từ công nghiệp. Cái này toàn bộ là... Cái vùng này nó chỉ tăng income từ công nghiệp thôi. Nên là những cái công trình tăng income từ thương mại này mình sẽ đập đi. Cái vùng này, cái nó xây cái công trình này tăng income từ công nghiệp thương mại này. Quay lưng cái thành này lên nữa thì chết lương thực à? Thành cấp 8 thì Thái Nguyên. Nhưng mình nghĩ mình phải lưng cái thành Thái Nguyên này xây công trình phòng thủ này. Bỏ hết cái công trình về thương mại đi đã. Bởi vì là chúng ta cần công trình khác quan trọng hơn. Biết là nó cũng qua cũng tốt đấy nhưng mà chúng ta không phát triển quá nhiều thứ thế được. Thương mại. Đây nó toàn thăng vào công nghiệp. Thái Nguyên ở Việt Nam cũng là khu công nghiệp nhỉ. Thật là buồn cười. Chúng ta sẽ tăng tiếp các công trình vào thương mại và công nghiệp, cả hai nhánh luôn. Người cái vùng này nó chuyên về công nghiệp. Rồi. Mà thu nhập của chúng ta một lượt khá là nhiều ấy mà. Cái này thì nó tăng thu nhập về thương mại nên là chúng ta có thể chúng ta sẽ xây cái công trình hỗ trợ về thương mại này. Là vùng đấy, chúng ta có công trình hỗ trợ về thương mại đây rồi. Đến đây nó chia làm hai nhánh. Cái này nhiều tiền hơn nhưng tăng phần trăm ít. Cái này ít tiền hơn nhưng tăng phần trăm nhiều. Nói chung thì nó cũng như nhau. Ok. Liêu Tây. Liêu Tây thì nó tăng vào công nghiệp. Chúng ta sẽ ra phát triển công nghiệp ở vùng này. Ôi. 13 mùa vụ chúng ta sẽ không bán nông sản mùa này. Chắc chắn là như vậy. Chúng ta sẽ đợi đến cái mùa tốt hơn để bán nông sản. Hà Đông. Hà Đông City này. Chứng tỏ là cái thành cái Hà Đông ở chỗ này bị thằng này nó chiếm rồi. Đánh vào Tây Hà. Hà Đông. Tiến ra đến Hà Đông. Ủa Trường An à? Nữ bố đang ở Trường An. Ô. Oh. Quan rồi đã. Cho phép triển khai trên quân đội trên lãnh thổ của nhau. No. Nhưng mà mình vẫn đang cho nó chạy. Chạy quân như này. Chúng ta tiến sang cái vùng bên này nó giàu có thật đấy. Thái Nguyên này. Mấy cái thành ở bên này nó rất là giàu có. Dục Mẫn Hương, Lưu Bị, Quan Tĩnh.
Thái Nguyên này đang bị giảm trị an rất là nặng, là mình chắc bây giờ tạm thời chắc là phải cho quân về đóng ở thành đã để đảm bảo vấn đề trị an đã. Vì Thái Nguyên nó đang bị giảm trị an quá. Đối với Thái Nguyên thì đây, chúng ta xây công trình này để tăng public order trước đã. Chúng ta phải giữ ở vùng Thái Nguyên một thời gian rồi. Quân đội của chúng ta thì cực mạnh. Điền Giai lên cấp này. Chúng ta học ở nhánh nào đây? Một start rank cho tất cả các recruit. Cộng đam đi. Chúng ta không học ở đây. Học vào cái này cơ. Đây. Và đây. Và đây nữa. Thằng Điền Giai này cũng đẹp trai vãi lúa đấy chứ đùa đâu. Sao hai thằng này lại không hợp nhau rồi? Bọn này nó đến 5 chuyện nhỉ, lúc thì hợp nhau, lúc lại không hợp nhau. Nó không phần phần đấy lớn lắm, bởi vì kinh tế mỗi lượt của chúng ta thu được rất là nhiều. Bây giờ chúng ta lại có đến 13k. Chúng ta đang kiểm soát ở một trong những cái vùng giàu có bậc nhất. Mùa thu 13 lương sản. Mình sẽ xem có thằng nào Tào Tháo à. Mình vẫn đang bán viên thuật này. Mà nó không có nhiều tiền. Nó còn có 1.000. Quân thua. Cung cấp trợ cấp viên thuật. No. Đợi chúng nó có tiền đã. Bởi vì chúng nó kiếm được đồng nào chúng nó phải đi mua lương thảo mình hết rồi nên là chúng nó không có tiền. Trong khi chúng ta thì kiếm tiền quá nhiều từ các cái... Đó, các bạn nhìn kìa, chúng ta kiếm được 4.200 tiền từ ngoại giao. Có nghĩa là các cái hiệp ước thương mại của chúng ta. 2.000 từ family. 4.700 từ thuế. Rồi. Ái chà, Viên Thiệu phản công mạnh ghê nhỉ. Lữ Bố và Viên Thiệu tuyên chiến nhau. Liên chế phong công, nhận sâu khổ nạn. Mua tạ một vài thằng quân đấy. Ôi, đội kỵ này mạnh thế. Sao không tách được nhỉ? Để nó tách ra. Sao không tách được nhau ra nhỉ? Đây này. Có chuyện gì mà không tách được bọn nó ra nhỉ? Nó không hợp nhau thì thôi. Thái Nguyên này à... Chị An đang đi lên chưa? Vẫn chưa lên được à?
Xây công trình này là 1, công trình này là 2, nó cũng tăng public order này. Đau đầu. Thu nhập từ công nghiệp, chúng ta sẽ xây thêm một công trình này nữa. Phần trăm thu nhập từ công nghiệp, nhưng mà cũng phải xây cái công trình này để nó tăng phòng thủ đó. Những cái thành to như này mà không có lực lượng phòng thủ là nguy hiểm lắm. Thái Nguyên này, chị An đang tụt rất nguy hiểm. Đại quận thì ổn. Mùa đông này là cái mùa chúng ta sẽ xuất khẩu nông sản, công nghiệp này. Chúng ta sẽ nâng cái thành này lên và chúng ta phát triển công nghiệp ở cái thành này. Còn một cái vùng nào nữa mà chúng ta chưa nâng cấp nhỉ? Chị An đang tụt à? Biết rồi, tao đóng quân đây rồi đây mà. Đóng rất nhiều quân ở đây. Đang cố gắng tăng chị An lên đây. Bây giờ bắt đầu xuất khẩu nông sản. Nghèo thì mình không thể làm ăn với bọn nghèo được. Vẫn đang bán cho. Thằng này cũng có tiền đấy, nhưng mà mình đang bán rồi. Thằng này rất nghèo này. Đang Thái Mạo. Viên thuật. Đây, ui viên thuật nghèo. Lưu đại. Thái Mạo. Bán cho nó ít tiền. Nông sản. Ô, thằng này nó không mua nông sản mình. Lại ế nông sản rồi. Mình đang bán, vẫn đang bán cho nó trong vòng 10 lượt cơ mà. Mình còn bán rất là lâu đấy. Thu nhập của chúng ta rất nhiều về nông sản. Chúng nó không có tiền luôn. Bởi vì là chúng ta lấy hết nông sản chúng nó. Xong tách được bọn này ra nhỉ. Đại nhân, có hợp quý gắn. Mình chưa thể tiến quân sang đây được. Bởi vì là chưa đi được. Chúng ta đang giữ ở đây. Vùng này, cái vùng Thái Nguyên này chị An vẫn đang giảm. Rất là đau đầu ấy. Miễn thuế phát thì là tăng chị An ngay. Ủa, 1.000 thuế của mình đấy chứ đùa đâu. Nó mua con chuột của mình. Không bán đâu, anh bịa. Viên Thiệu cứ cử quân qua đất nhà mình liên tục à? Rồi Khổng Dung ra đấy. Mình cũng không muốn tiến xa cái vùng đấy. Có thể mình sẽ tiến lên vùng Tây Hà kia, vùng kia lại có lương thực kìa. Sao lại Sleeping the Dragon? Đừng nói là chúng ta có Gia Cát Lượng nhá. Lên cái này lên đang tăng public order tiếp này. Bây giờ ...20% thu nhập từ thương mại. Chúng ta vừa hết làm ăn với một tướng, một cái phe nào đó rồi. Thanh niên này lên cấp à?
Cậu di chuyển trên map à? Được đấy, hướng này mà lên đến mắc trên này là nó cũng hộ báo cáo trồn đấy chứ đùa đâu. Công tôn toàn. Sốc kỵ cộng 25% melee đam cho các sốc kỵ. Cộng hồi máu. Cộng di chuyển. 6 này, 7 8 9 10, có lẽ mình sẽ lên theo nhánh đó. Đúng rồi. Hợp lý, chúng ta đi kiểu vòng à. Cuối vào đây. Đây, chúng ta sẽ học vào cái này nữa, tăng di chuyển trên map nữa. Cái này hồi quân đấy. Rất tuyệt vời. Cho nó vào Thái Nguyên này để nó vùng Thái Nguyên này chị An nó chưa lên được ân âm. Anh em phải cố gắng, mình vẫn phải mất thời gian ở cái vùng Thái Nguyên này, Bột Hải này. Bột Hải thì tăng thu nhập từ thương mại. Nhưng mà hình như chúng ta vừa hết giao thương với ai đó nên là mình xem đàm phán nào. Lưu Bị này. Nó lại đang âm lương thực, chúng ta lại bán cho nó ít lương thực ấy. Đó các bạn thấy không? Chúng ta làm chủ an ninh lương thực, chúng ta rất lợi thế. Chúng ta khiến cho tất cả các phe phái phụ thuộc vào nông sản của chúng ta. Nguyên Thiệu thì khá nhiều. Tào Tháo này, Tào Tháo này rất là nghèo luôn, nhưng mà Khổng Dung, Lưu Biểu. Dù xa thì lại, có hề yếu sự xăng thán. À cũng được. Đòi con lợn ấy ít tiền ấy. Chúng ta xuất khẩu nông sản này được khá nhiều tiền đây này. Ô. Mốt nông sản cả. Vụ này mặn quá nhỉ. Thế này thôi. 8 nông sản chúng ta được khá nhiều tiền rồi. Thằng này Thái Mạo. Thái Mạo này. Nó đang rất thiếu lương thực. Đấy, chúng ta sẽ xuất cho nó khoảng 10 lương thực gì đó. Thằng này nó không chịu mua đâu. Nghèo à? Âm lương thực cả con. Chúng ta dùng cái vấn đề gọi là an ninh lương thực này để chúng ta áp chế các phe phái khác cũng là một cách rất là tuyệt vời. Nó hết tiền rồi, nó không thể mua được thêm nữa chứ. Nó hết tiền rồi. À, thằng Viên Thuật này mình bắt nó bán đất cho nó nhỉ? Bắt nó bán đất. Không bán được. Không phải 9 à?
phí quá. Ba lương thực thì chúng ta được 1.000. Tăng tí điểm ngoại giao với nó đó, lấy chỗ làm ăn. Được rồi. Chúng ta lại cải thiện được cái nền kinh tế của chúng ta rồi. Bột hải này. Lũ Bắc Bình. Lũ Bắc Bình này chúng ta phải xây nâng cấp thành lên rồi. Thái Nguyên vẫn là một nỗi đau của chúng ta, mãi chỉ trị an được cái vùng Thái Nguyên này. Hai con đoàn phun đóng mà vẫn chưa lên được. Xuất khẩu nông sản của chúng ta thật là khủng khiếp. Trịnh Khương nó đề nghị hòa bình. Thanh toán cho chúng ta 670 đồng trong một khoảng thời gian. Cũng được, bởi vì giai đoạn này chúng ta cũng chưa vội để tiến sang bên kia. Chúng ta tạm giữ đến Thái Nguyên đã. Mình cũng đâu có đưa quân đi đánh nhau rồi đâu. Bây giờ chúng ta có khá nhiều tiền rồi. Hòa bình với nó đồng nghĩa với việc chúng ta có thêm một đối tác kinh doanh. Ôi, trị an vùng này không lên được. Nó chỉ tăng được một public order liên tục. Lũ Bắc Bình nâng cấp thành lên đã. Bột hải. Thái Nguyên là điểm đau. Cái chính ở Thái Nguyên là thiếu lương thực nghiêm trọng. Có hai công trình lương thực đây rồi. Tất cả các cái phe phái trên thế giới nó đang phụ thuộc vào lương thực của chúng ta. Chúng ta điều hành lương thực thế giới. Bây giờ dưới này thì Viên Thiệu vẫn đang có vẻ Viên Thiệu nó phản công, nó đánh lại thằng Viên Thuật này khá mạnh. Hà Đông. Lữ Bố đang đứng ở Trường An. Chúng ta chưa thể tiến sang ngay cái vùng bên này được, nguy hiểm quá. Trung tướng chỉ ở thành tiền, hán xiêu hoan yến. Tại sao chúng ta không tách được nhỉ? Tại sao vậy? Thì vì thăng sinh lý minh chi thiên hạ, phi bạo nhuệ chư hầu chi thiên hạ. Mà thời điểm này chúng ta không thể tách quân đội ra được. Không có tiếng nào huyền thoại. Có tướng huyền thoại nào đấy thì ngon nhỉ. Tuyển mấy thằng huyền thoại. Mình đang là Bắc Bình Vương. Viên Thiệu và Viên Thuật đang đánh lẫn nhau. Lại mua đồ của anh à? Nó bảo cho không á. Thằng này bị ảo tưởng sức mạnh à? Nói chung các phe nó không còn tiền để mà phát triển nữa, bởi vì là Lữ Bố và Lưu Biểu Hòa Thuỳnh, Lưu Biểu Thái Mạo. Hay quá, chúng ta ở một cái vùng trừ 2 rồi. Tăng cái này cũng tăng 4. Lên cái này nữa là hết, không phải lo bị tụt trị an nữa. Là bằng không, vẫn chưa được. Chưa được. Bằng không thì chưa ổn, chúng ta phải tiếp tục. Kinh tế của chúng ta đang an bình lên rồi.
An Bình này thì chỉ phát triển nông sản thôi chứ có làm gì đâu. Trung Sơn cũng vậy. Liêu Tây đang bị rụt tụt này. Xem Liêu Tây cái quái nào đấy. Liêu Tây là chúng ta sẽ phải nâng cấp thành lên. An Bình. Cái khỉ này nó tăng tiền nhưng nó trừ lương thực. Còn một vùng nữa chúng ta chưa xây, Thái Nguyên. À, 20 lương thực. Thằng khỉ này có mua gạo của anh không? Thằng này nó không mua rồi. Úi dồi ôi, Viên Thiệu ơi, trừ 18 lương thảo thì mày chết con ạ. À, nhưng mà mình vẫn đang bán cho nó. Tào Tháo vậy, mình vẫn đang bán. Trịnh Khương này, nghèo vãi ra lúa rồi. Nó không chịu hòa bình à? Khẩm Dung, nó khá nhiều Lưu Biểu, Thái Mạo, Hoàng Tố, Lưu Đại, chưa phải lúc. Đó, chúng nó không có tiền nữa. Hầu hết là chúng nó bị mất tiền vào để phải mua lương thảo của mình, nên là chúng nó nghèo kiết xác rồi. Mình đang lo mỗi cái vùng Thái Nguyên này mãi chưa phát ổn định được. Vùng Thái Nguyên của mình không biết đến bao giờ mới phát triển được đây. Như thế, đối với Zhu Xia có lợi ích. Công nhận tính hợp pháp của nó không. Mình sẽ... Cái bản này nó có một cái hay cái là các bạn có thể biết được các phe phái nó đang làm sâu sắc quan hệ với Hạ Hầu Uyên hay là công... giữa Trương Yên, Công Tôn Toản và Trương Yên. Hạ Hầu Uyên thì thân rồi mà, cho thằng Trương Yên này đi. Thằng Trương Yên này nó... tốt. Thái Nguyên vẫn tụt Trị An à? À, tăng rồi, cộng 8 rồi. Tốt quá. Bắt đầu tăng trưởng rồi anh em ạ. Quân đội chúng ta mắc 4 trận mùa. À, Thái Nguyên này chúng ta cần có một... đô đốc này cho thằng Điền Giai này luôn này. Tăng public order đâu hả? Đây này, quá đẹp trai luôn. Vùng nó to này, phải có tướng gác thành này, tăng public order vào đây. Tuyệt rồi, Điền Giai ơi là Điền Giai. Mùa thu có một thằng nó vừa không mua lương thực ở thảo của chúng ta nữa. Thằng con lợn này, mày hết lương thực rồi phải không con? Mày kiếm được ít lương thực à, tiền nào mày chỉ mua lương thực của anh thôi. Tha hồ xuất khẩu nông sản. Chín được. 1000 một lượt. Mày chết. Dù xa sổ thí, sử lệnh vô đẳng phê. Lưu Bị, Viên Thiệu ấy, à, Viên Thiệu vẫn đang mua. Tào Tháo rất nghèo, vẫn đang mua. Chị Khương nghèo, rất rãnh thì anh không thèm làm văn với mày. Khổng Dung, Lưu Biểu, Thái Mạo, Hoàng Tố, Lưu Đại. Thằng Lưu Đại còn không có tiền luôn. Đấy, rồi ôi, xuất khẩu nông sản này. Thành Thái Nguyên này, trượt sau sẽ có... Cộng 15 public order, rất là tuyệt rồi, Điền Giai. Còn có thể, chúng ta có thể bổ nhiệm ở hai thành nữa, nhưng mà phải là cái thành nào mà nó có ba vùng như này mình mới bỏ.
Hà Đông thì có một này, Thành Lạc Dương này có hai này, Trường An này, Thành Lạc Dương. Đấy, sau này thì Trường An chúng ta cũng có thể. Thái Nguyên là một trong những vùng giàu có rồi. Bột hải. Liêu Tây. Bột hải từ từ đó. Nâng cấp thành ở Liêu Tây lên đó để xây cái công trình. Tam public order đấy nhỉ? Sao chưa lên được? Chúng ta có nhiều cách làm kinh tế các bạn ạ. Đây này, chúng ta làm kinh tế từ xuất khẩu nông sản đến tận gần 5.000 một lượt. Đó là con số mùa giải mùa tới. Tổng cộng chúng ta kiếm được mất 5.800 quân để upkeep cả. Mình phải làm nào nâng lốt cái vùng đại quận này, cái công trình này lên nữa nhỉ. Đây. Nâng cái công trình nào mới lên được cái này. Đây à. Phải nâng cái nhánh đây nữa. Cái này mới lên được cái này. Thì nó sẽ giảm upkeep cho kỵ binh. Tất cả thế giới đang phụ thuộc vào nông sản của chúng ta. Thái Nguyên sắp ổn định rồi. Sợ thật, Thái Nguyên hết cả lương thực. Nói gì nói vẫn phải còn hai công trình còn lại, phải xây cái công trình tăng vào nông sản. Liên minh. Ồ, bọn này nó liên minh với nhau này. Rồi, trị an của chúng ta tuyệt vời luôn, tăng rất nhanh. Vấn đề tiếp của vùng Thái Nguyên này đó là nông sản hay bị thấp. Chúng ta phải tăng tiếp ít nông sản lên đã. Cho nó có tí nông sản không này chúng ta chết. Nếu không xây nông sản thì mình xây cái gì nhỉ? Cái này từ thương mại. Cái này từ công nghiệp. Chúng ta chưa xây được công trình này, hai lượt nữa. Cái này tăng về thương mại. Tăng 10% từ nước công nghiệp này. Công nghiệp. Tất cả cái vùng này đều tăng từ công nghiệp hết. Thì chúng ta có cái công trình tăng phần trăm thu nhập từ công nghiệp đâu rồi. Cái này nó tăng cả thương mại cả công nghiệp. Nó chỉ tăng có 5% thôi. 50%. Thương mại. Nói chung chị An cái vùng này đã ổn rồi. Con này Hà Đông. Vẫn phải lên lương thực trước đấy. Nói gì thì nói cứ phải có tí lương thực. Thành Ung Châu.
Liêu Tây. Liêu Tây đang bị trừ 2, nâng cái này lên thì chắc là giảm được. Sẽ không bị. Và phải xây cái công trình là tăng hỗ trợ về công nghiệp nữa. Ai giời ơi. Thái Nguyên. Các bạn thấy không? Cái khi nào cần thì mình sẽ đánh nhau, còn khi nào không thì mình sẽ ổn định. Tuyên chiến giữa Lưu Bị và Viên Thuật à? Tào Tháo và Lưu Bị. Lưu Đại và Khổng Dung. Tuyên chiến giữa Lưu Đại và Khổng Dung. Chúng mày cứ đánh nhau đi, xong đầu hết tiền thì lại bảo anh nhá. Có một đối tác làm ăn nó quyết định không hết thời gian nhập khẩu nông sản chúng ta rồi. Chưa biết là thằng nào. Không phải thằng này. Thằng này à? Vẫn đang nhập khẩu. Ôi Viên Thiệu ơi. Bình định thiên hạ, chỉ cần tôi đợi. Nó nghèo nhưng mà chưa biết nghèo của nó là như thế nào. Đấy, cái khái niệm nghèo nó khó hiểu lắm. Nghèo mà nó vẫn đang nhập khẩu nông sản mình với giá rất cao này. Đấy, 1.200 trong vòng 10 lượt. Nó vẫn đang nhập khẩu nông sản chúng ta. Tào Tháo rất nghèo nông sản. Chúng ta còn rất nhiều nông sản cho. Với việc mà chúng ta làm như thế này thì các phe này nó sẽ không còn tiền để mà đánh nhau được nữa. Nó tất cả mọi thứ nó phải tập trung vào vấn đề nông sản các bạn ạ. Để đói ăn mà. 1.000 một lượt nữa. Tào Tháo. Đó, chúng ta cứ bán cho các đại gia đấy thì đấy, chúng thấy chưa? Thu nhập chúng ta lại tăng lên rất là nhiều rồi. Lần này thì chúng ta thậm chí còn tăng được 5.300 từ ngoại giao. Ngoài ra chúng ta cũng có thể dựa vào cái đó để áp chế các phe phái khác nữa cơ. Bột Hải, Liêu Tây. Nhiều Tây Trị An ổn rồi đúng không? Tăng tiếp cái này nữa cho nó chắc cờ. U Châu. Lên nốt cái này đi. Bột Hải. Bột Hải ở đâu? Ở đây à? Cũng được, nâng thành lên đó. Đó. Làm giàu không khó đâu anh em ạ. Tào Tháo, Lưu Bị và Viên Thiệu là trong ba những cái thằng nó rất giàu có. Nên chúng ta có thể ép chúng nó mua lương thảo của chúng ta. Hai thằng này không hợp nhau mà vẫn phải đi với nhau, thế này thì cũng đau đầu nhỉ. Công Tôn Tục là con trai của chúng ta rồi. Vi Hoàng. Ôi thằng này mạnh thế. Mình cũng khá nhiều tướng màu xanh rồi, nên mình cũng không cần tuyển thêm nữa. Thằng Công Tôn Tục thì nó là con trai của chúng ta. Nó tướng huyền thoại.
Thằng Vi Hoàng. Vi Hoàng nó có cái ngọn thương ngon thế nhỉ? Xuân chi xin yá sinh trưởng, đại địa 一片 hoa cải. Trần Vũ. Tướng tím. Chưa biết có lên cần không, bởi vì mình đang có mấy quân đoàn đây đã dùng đến hết đâu. Vì thiên hạ苍生. Hồi báo 一下, 我不在的时候都发生了些什么? Thiết lập liên minh. Nếu chúng ta gia nhập liên minh là chúng ta sẽ buộc phải chiến tranh các bạn ạ, chiến tranh với một phe phái nào đó. Nên các bạn cứ đừng vội chiến tranh vội, chúng ta cứ bình tĩnh để xem khi nào chúng ta bình định và chúng ta cảm thấy cần đã, chúng ta mới gia nhập cấp tiếp theo rồi. Mã Đăng và Lưu Bị đánh nhau, kệ chúng nó anh em ạ. Chúng nó cứ đánh nhau là việc của chúng nó, còn chúng ta thì nghề của chúng ta là xuất khẩu nông sản, chúng ta cứ xuất khẩu nông sản thôi. Đây, xây công trình này để nó trị an lại đã. Thái Nguyên này. Công trình này cái này hay hơn chứ nhỉ. Cái này cho chúng ta khá nhiều tiền. Thêm cái công trình này nữa. Nhập từ công nghiệp. Cộng 10% ảnh hưởng từ giao thương. Thái Nguyên ơi là Thái Nguyên. Tuyệt vời ông mặt trời. Kinh tế mạnh vãi lúa. Nhưng mà chúng ta cũng phải xem để mà chuẩn bị khai chiến đi đánh nhau ở đâu đó chứ nhỉ. Em chị Thái Nguyên của chúng ta bây giờ ổn rồi, chúng ta sẽ bắt đầu kéo quân đi đập thằng kéo quân đi đập thằng em chị Khương này tiếp. Bây giờ là mùa hè, mình sẽ đang xây dựng các công trình lương thực. Thì có thể là vài lượt nữa chúng ta lại có tiếp nông sản, chúng ta lại tiếp tục xem phe nào thiếu, chúng ta lại xuất khẩu nông sản tiếp. Ồ, Hà Đông đã bị thằng Lưu Bị chiến tranh với Thủy Gió nhỉ? Tôi quay lại rồi. Có thuốc gì? Trung tướng Yi Yi báo lại. Quân đoàn của. Mô Yao Chí Zào. Lý Khở Chuyến Đi. Tại một lần, cảm nhận được gia đình ấm áp. À, vẫn phải đi theo đường này. Tất cả đều phải đi đường này, chỗ này là cái núi rồi. Đánh được Tây Hà, đánh vào đây tiếp có cảng cá. Rồi đấy, có thể chúng ta sẽ tiến sang cả vùng bên này à? Tây Lương à? Mã Đằng ở bên này thì phải.
定仇壮志。 Không có nổi một thằng quân sư nào. Trần Vũ. Không có nổi một thằng quân sư nào. 6.000 một lượt. Chỉ nhờ vào xuất khẩu nông sản. Bột Hải. Hữu Bắc Bình. U Châu. Rồi. Mùa vụ nông sản chúng ta chưa nhiều lắm. Ai già. Đi đánh nhau được rồi đấy. Chúng ta ổn định được Thái Nguyên rồi. Nguyên Thiệu nó có đề nghị liên tục là cho chúng ta triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau à. Nguyên Thiệu cứ cho mày chạy anh. Chưa tuyên chiến vội, cứ cho thằng này đi theo nào. Quân đoàn này thì quá chất. Có điều là lính cung của mình chưa luyện lính cung mạnh. Hình như có một đối tác của chúng ta vừa hết cái thời hạn. Nhưng mình cũng không có nông sản để xuất khẩu. Chờ chút thì có thể là lượt tiếp theo chúng ta sẽ có nông sản xuất khẩu. Lữ Bố nó đề nghị hòa bình. Và nó đòi mình tỉ thứ như này á. Mày là Lữ Bố chứ không phải là bố của người ta nhá. Viên Thiệu Lưu Biểu Hòa Bình. Hòa Bình được ký với Trịnh Khương. Khổng Dung và Lữ Bố đánh nhau. Lữ Bố và Lưu Đại. Không thể làm như thế. Lấy con ngựa ra, phóng ngựa mà. Chưa đủ lượng bước đi đến nhỉ. Rồi. Sao cái này nó lại đỏ đỏ này. Xin yếu sổ yu, yên ở đảo chứ. À đi vào cái vùng này nó bị trừ. Mùa đông. Sau mùa đông mà mình có ít lương thảo này. Mà hình như mình có bán được cho thằng nào nữa đâu. Bây giờ thằng này nó mua rẻ bèo, mình không muốn bán này. Đấy. Đưa bị có rồi. Bọn này vẫn đang mua. Bọn này nó vẫn đang nhập khẩu của mình. Tào Tháo. Đúng rồi, bọn này vẫn đang nhập khẩu của mình. Khổng Dung. Hoan nghênh, xin xin. Bọn này vẫn đang nhập khẩu của mình. Hết tiền này. Lưu Biểu rất nghèo. Đúng rồi. Lại thán thán điều kiện ba. Chúng ta. Đấy, thằng này nó không muốn mua đâu. Nghèo như lại còn nằm oai cơ. Nghèo như vậy còn oai. Hồi báo 一下, 我不在的时候都发生了些什么? Chúng ta phải tăng các cái công trình này, tăng cái giá trị nông sản lên đấy.
Hữu Bắc Bình. Trung Sơn. Đây là thành gì? Bột Hải. Để có quân đồn trú à? Trần Vũ. Không cần, chúng ta có nhiều lính tím lắm. 5.800. Rồi, giết luôn thằng khỉ này. Thằng này nó bảo cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau và nó chi cho tôi gần này tiền. Không, 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 không. Tào Tháo chiến tranh với Lưu Bị. Lã Bố hòa bình với Tào Tháo. Bọn này nó cứ chiến tranh xong lại hòa bình nhỉ. Lưu Trương là thằng nào? Mình chưa biết thằng đấy. 6.000 mỗi lượt. Cộng income từ công nghiệp. Chúng ta đang... Trời ơi, tiền ơi là tiền. Quánh thằng này bỏ cho anh. Cộng điểm ngoại giao với Viên Thiệu à? Chơi luôn. Mày chết. Ồ, mình sẽ có trận đầu cho cái... Ai già, quân nó cũng đông. Xem bản đồ à? Xem bản đồ này là bản đồ gì? Ờ, tốt. Mày chết. Trịnh Giang à? Chúng ta lấy lòng Viên Thiệu. Hiện tại bây giờ mình sẽ cố gắng làm Bắc Bình Vương. Giang sư mân, sự như giang sủy, dũng hướng thắng lợi. Cố gắng làm Bắc Bình Vương. Y chúng vũ hợp chi trọng ở đây. Cái vùng Thái Nguyên này mất bao nhiêu thời gian để mình ổn định. Rì quang sở chào yào de jiang shi wo deng de tian xia. Nói chung thì chúng ta có nhiều cách để kiếm tiền. Thứ nhất là các bạn có thể phát triển về các cái vùng, mỗi vùng nó hỗ trợ. Chẳng hạn vùng nó mạnh về công nghiệp thì các bạn xây dựng các cái công trình về công nghiệp. Vùng nào nó về cái đấy thì nói chung là chúng ta có thể xem mình biết được. Nhưng mà mình muốn dùng cái lương thực để làm một cái gọi là áp chế các phái khác, khiến chúng nó không thể có tiền để mà phát triển được. Thì đấy là một cái cách làm ngoại giao. Mình ngoại giao bằng lương thực. Chúng ta kiểm soát cái nguồn sống của cả thế giới. Tiền thì chúng ta có nhiều cách kiếm, nhưng lương thực thì thực sự rất là khó các bạn ạ. Hết lương thảo thì dân chết, quân chết. Đấy, nên là chúng nó buộc phải nhập khẩu lương thực. Chiến tranh kinh tế nó cũng khốc liệt, không khá gì những trận chiến trên chiến trường đâu. Bởi vì các bạn biết rồi, cái thời kỳ này mà quân nhu mà không có thì cũng còn nguy hiểm hơn. Không có quân nhu. Lương thảo và quân nhu là rất quan trọng. Các bạn nên biết là các cái trận chiến nổi tiếng trong thời Tam Quốc này, mình nhớ không nhầm thì là đều là những trận, thí dụ như là ngựa sắt, ngựa gỗ. Khổng Minh đã dùng cái chính sách đấy để thu thập lương thảo của
Tào Tháo của phe và rất nhiều cái khác. Phần lớn các trận đánh đều để cướp lương thảo thì rất là nhiều. À, chúng ta có lương thảo chúng ta sẽ chủ động hơn trong cái vấn đề đó. Chiến tranh là không tránh khỏi, nhưng mà việc gì chúng ta phải chiến tranh khi mà chúng ta có thể hòa bình. Rồi. Ngon thì lên đây. Ngon thì lên đây. Mình hiện tại mình vẫn đang dùng đội cung cùi đời đầu. Có thể là sau này thì mình sẽ nâng cấp lên để có đội cung xịn đời cuối bắn. Đội cung đấy chắc nó bắn sẽ đam to hơn. Nhưng mà bây giờ thì kinh tế của mình chưa cho phép mình phát triển được các cái đội quân mạnh. Dùng tạm lính đầy đầu này cũng được. Rồi khai trận đây. Xem bắn đá chúng ta bắn sang cái đạn này. Rồi. Úi dồi ôi. Vỡ mồm. Chứ sử mà. Nhi yên sử thú bì. Chúng ta ở trên sườn dốc đó thì kỵ binh của nó bị giảm khả năng hiệu quả rất nhiều nếu nó có kỵ binh. Ngoài ra thì chiến lược gia Quan Tĩnh. Không muốn xong đấu, không muốn xong đấu à? Không thể đua. Nó chưa đánh nó đã chạy loạn rồi kìa. Ngươi dường như đang vật lộn, cần giúp đỡ. Ngươi vào lưỡi kiếm của bạn sắc bén hơn trí thông minh của bạn. Bọn này nó biết chửi nhau nhỉ? Ôi, quân chết tan tác. Pháo mình vẫn lãi ầm ầm. 38%, 31%. Cái thằng này phải lên cao cơ thì chúng ta sẽ có bắn được nhiều đạn hơn. Đấy, Watchstorm, chúng nó sẽ búp, thằng này nó búp cái gì đây? Chống Gibson, kháng tên và kháng tấn công cận chiến này, blockchain, tất cả bọn này đều được kháng blockchain hết rồi. Đấy, cộng 900 vào Chagamonus. 35 phần kháng tên. Đánh vào mắt. Sao rồi? Xong lên đi chứ. Lên đến nơi chắc nát gần hết rồi. Hết đạn rồi. Cung thủ mình sắp bắn được rồi. Nó bắt đầu bắn tên vào mình à? Sao đợi vị này thấy nhấp nháy rồi? Rồi ôi. Lính thương vong nặng nề này đánh gì đánh đấm gì. Không có kỵ binh nữa à? Không có kỵ binh cho kỵ binh của mình lên đã. Đi lùa mấy thằng cung nó cho anh. Tốc độ tiến
chuẩn bị đi lùa cung nó cho anh. Chỉnh cung. Chạy hết rồi. Nó bắt đầu bắn tên này vào quân của mình rồi. Lùa tay. Xong lên, ăn tướng nó luôn. Rồi ôi, béo ngọt. Xuồn. Chắc không cần cho xuống đây. Một mình triệu vân là đủ ăn rồi. Trừ tinh thần của mình cơ. Vãi thật. Triệu vân ăn được nó rồi à? Chạy tán loạn luôn. Dồi. Mày chết con ạ. Dồi ôi. Xong. Xong chưa? Tướng địch thất thủ à? Thôi được rồi. Một trận chiến easy nhỉ? Cung tên của mình bắn cũng thấm này. Pháo mình giết nhiều thế. Không lẽ mình bỏ bớt cung tên mình thay bằng pháo à? Chơi nguyên pháo á? Chơi nguyên pháo thì có vẻ nó hơi khó đấy. Nói gì nói cung tên nó cũng có một cái lợi thế của chúng nó chứ. Nhưng nếu như mà mình chơi cái đội lính spy mà nó có cung tên thì có thể là mình sẽ chơi nguyên pháo được thật. Chết có 2-3 thằng. Chết sạch. Tốt rồi. Hà Đông bị chiếm rồi. Tây Hà bị chiếm. Trận này dễ dàng thắng à? Ơ, cái thằng khổng dung nó chiếm mất vùng Tây Hà bên dưới của mình rồi. Quái, sao lại đi hết cả kỵ binh của mình này? Chuyện gì đây? Có chuyện gì đấy nhỉ? Đến thời kỳ mà các lộ quân đánh lẫn nhau rồi à? Viên Thiệu sẽ bắt đầu chiến tranh với các phe à? Thời kỳ hỗn loạn này. Chúng ta chính thức lên thành đu cơ rồi. Thiết lập quyền lực của bạn thành công. Chị Khương bị hủy diệt. Chúng ta trở thành hoàng đế. 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 Trần Vũ. Tư Mã Ý. Rồi ôi. Con lợn này. Để xem nào. Cho vào quân đoàn này đâu. Tư Mã Ý vào đây được. Tư Mã Ý nó không hợp với hai thằng này. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn phải có Tư Mã Ý.
Cứ mà ý đi vào con đoàn này được không? Hợp hay quá. Tuyệt vời. Nếu mà hợp được với Công Tôn Tục nữa thì tuyệt. Công Tôn Tục là thái tử của chúng ta. Tuyệt vời rồi, tuyệt vời, tuyệt vời. Nhưng mà mình cần một tướng cận chiến nữa cơ. Chúng ta có Tư Mã Ý rồi anh em ạ. Thằng Tư Mã Ý này thì nó mới là tướng quân. Thằng Tư Mã Ý này cái trung thành của nó rất thấp. Chúng ta sẽ phải bổ nhiệm nó vào một cái chức vụ ở trong hội đồng tướng lãnh. Để nó tăng. Cái này nó tăng gì? Ảnh hưởng giao thương. Thu nhập từ nông nghiệp. Cộng phút từ nông nghiệp. Căm từ Tư Mã Ý. Ảnh hưởng của giao thương. Muốn cái gì được, chủ yếu là mình tăng cái lòng trung thành của nó lên đã. Bởi vì những cái tướng này trung thành nó rất là thấp. Đấy, chúng ta phải tăng được cái trung thành nó lên thế này thì mới ổn được. Rồi, ok. Tuyệt vời, Tư Mã Ý. Sao Tư Mã Ý nó lại có xạ kỹ này nhỉ? Sát thương. Tên rất nhiều. Bọn nó rất là to. Nhưng bọn này đông quân hơn. Có 60 con ngựa thì làm ăn gì. Nhưng nó đánh cận chiến cũng khủng này. Ngựa này đánh cận chiến cũng được. Nếu như thế này thì chúng ta có thể tính toán lại. Nếu như chúng ta toàn bộ là lính bộ binh và kỵ binh chúng ta là Tư Mã Ý thì anh xa của chúng ta lại là có vẻ hay rồi đấy. Có vẻ hay rồi. Một quân đoàn theo kiểu này cũng được. Thằng Khổng Dung. Tây Hà. Phít Sinh. Hai công trình tăng. Mình lâng một cái thành này lên phát nữa đó. Đại quận. U Châu. Có thể là mình sẽ bắt đầu xem nào. Khổng Dung. Xin chào. Lại thán thăm bà. Lương thực rất nhiều. Có 5 lương thực. Nguyên Thiệu rất nghèo. Bình định thiên hạ. Chế khẩn vô. Tào Tháo. Dư xa yếu hoa. Đại sô vũ phóng. Lữ Bố. Công Tôn. Công Tôn Tọa Mã Đằng. Chúng ta sẽ làm ăn với thằng Mã Đằng này chút xíu đó để tăng cái điểm ngoại giao lên. Mặc dù là bán cho nó được cái giá rẻ quá. Thanh toán ngay xem nào. Nó mua cái giá cái rẻ quá, mình sẽ mua ngay, bắt nó thanh toán ngay xem. Mười lăm lương thực vào được gần này thì có thể mình sẽ tặng nó ít lương thực thôi. Để lấy chỗ đi lại. Lưu Trương. Chúng ta phát hiện thêm một loạt các phe phái mới. Ồ, thằng này nó sẽ bán. Chúng ta sẽ bán được nhiều nông sản hơn cho nó này. Đấy. Rồi vào thêm một tí điểm ngoại giao. Sự thí chỉ đợi chúng ta trọng sự. Khổng Dung, Lưu Đại, Lưu Biểu rất nghèo. Nó vẫn đang nhập khẩu lương thảo của chúng ta. Mấy thằng này thì nó không ăn thua mấy. Hình như là mình tiến dần sang đến đất của bọn ở phương Đông này rồi.
Ái già. Đây là đất của Lữ Bố rồi. Quan trọng là chúng ta có Tư Mã Ý ở đây. Chúng ta có Tư Mã Ý ở đây rồi. Để mình xem là mình sẽ bui quân đoàn của Tư Mã Ý kiểu gì đó. Hồi báo 一下, 我不在的时候都发生了些什么? Mình đang tính xem bui quân đoàn của Tư Mã Ý kiểu gì ạ. Thôi được, chúng ta vẫn còn hai chức trách, khá nhiều chức trách ở đây. Tốn 100 tay trung thành admin, khá nhiều chức trách có thể thống lĩnh quân đội này. Có Tư Mã Ý này là tuyệt rồi. Những chức trách này mình sẽ để lại, bởi vì là chỉ cần những thằng nào, chỉ những thằng nào mà đây này nó sẽ tăng 12 điểm trung thành. Đây này tăng đến chúng ta cần tăng điểm trung thành chúng ta mới bổ nhiệm vào đây thôi. Đấy, đu cơ. Chúng ta còn một chức trách nữa mà chưa vội. Chưa phải việc gì phải vội. Chỉ những tướng huyền thoại chúng ta mới phải bổ nhiệm thôi. Bây giờ quân đoàn này à. Trung tướng chỉ ở đằng trước, hàn xiao hoan yin. Bọn này nó không chống được tên đâu. Quan lượt phát đã. Cho phép triển khai quân sự đến tránh lũ thổ với nhau á? Không. Quân đoàn của Tư Mã Ý mình cũng chưa biết xây kiểu gì. Hòa bình rồi. Hòa bình rồi. Mình xem thằng Viên Thiệu nào. Chiến tranh với Lưu Đại. Nghèo mà rất nghèo. Nó vẫn đang phải nhập khẩu lương thực của mình. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Ở vùng trên này nó có đến 3 mỏ. Được đấy.